Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng phải là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, được gọi là Chúa Nhật của mừng vui, Chúa Nhật của màu hồng. Tuần vừa rồi tôi có nhận được một tấm thiệp của một cha dòng Chúa Cứu Thế Ấn Độ. Ngài gửi mừng Giáng sinh. Ngài viết như thế này: mặc dầu những đám mây vẫn còn bao phủ thế giới, nhưng vẫn có đó niềm hy vọng, vì Thiên Chúa tiếp tục gieo những hạt giống tốt lành vào gia đình nhân loại này. Như chúng ta thấy, đại dịch lần này dạy chúng ta biết rằng không ai được cứu độ một mình. Và trên tấm thiệp đó, thưa anh chị em, là hình của một em bé đang đeo khẩu trang và mở đôi mắt rất là to, đang nhìn, và là một ánh nhìn như là đang hỏi mọi người chúng ta rằng: chuyện gì đang xảy ra vậy? Và ánh mắt của em bé cũng như đang nói với chúng ta rằng: tôi đang cần sự che chở, tôi đang cần một lòng nhân, một lòng thương xót. Và trong cái ánh nhìn đó, chúng ta cũng thấy rực lên một niềm vui, một niềm hy vọng. Vẫn có cái gì đó hân hoan trong ánh nhìn của trẻ thơ. Cho nên người anh em của tôi đã viết một câu rằng: vẫn còn đó đám mây còn bao phủ thế giới. Và đám mây đó, thưa anh chị em, có thể là những lo lắng của chúng ta. Đám mây đó vẫn còn đó, những dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối diện. Nhưng mà hơn tất cả, có đó niềm hy vọng. Và niềm hy vọng ở đây nó nằm ở đâu, thưa nơi chính mỗi người chúng ta? Niềm vui nó nằm ở đâu, thưa nơi chính mỗi người chúng ta? Nói một cách khác, hạt giống tốt lành của Thiên Chúa đã gieo vào gia đình nhân loại này, và hạt giống đó đang có nơi mỗi người chúng ta. Điều quan trọng là làm sao cho những hạt giống tốt lành đó được lớn lên. Cho nên tất cả những cái khuôn mặt mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay đến với Gioan Tẩy Giả để chịu phép rửa, thì tất cả đều hỏi một câu rất đơn giản: chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì để cho cái hạt giống tốt lành đó nó lớn lên? Nói một cách đúng hơn là chúng tôi phải làm gì để mà đón đấng Mêsia, con Thiên Chúa xuống thế làm người? Chúng tôi phải làm gì trong cái hoàn cảnh này, giữa thế giới này, để sống đức tin và chiếu sáng đức tin? Đối tượng đầu tiên, thưa anh chị em, là đám đông. Và đám đông thì luôn luôn là bận tâm về cơm áo gạo tiền, hay chúng ta gọi là cơm ăn áo mặc. Thì Gioan nói rất là đơn giản: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Có nghĩa là đúng vào trong cái mối bận tâm của mình mà Gioan trả lời. Nói theo tiếng Việt của mình rất hay, đó là hãy chia cơm xẻ áo. Chỉ có một chén cơm thôi, và chỉ một mình tôi đủ no thôi, thì hãy chia đi,
chia cơm. Tôi chỉ có một chiếc áo thôi, thì hãy xẻ áo. Cho nên cái người Việt Nam của mình trong cái ngôn ngữ bình dị mà diễn tả đó, chúng ta thấy nó đầy yêu thương. Đúng là cuộc sống của anh chị em và tôi, chúng ta vẫn phải đối diện với cơm ăn áo mặc hàng ngày. Chúng ta vẫn bận tâm trong cái cơm áo gạo tiền. Nhưng mà hãy chia và hãy sẻ. Hãy làm cho hạt giống của trái tim yêu thương được lớn lên. Đối tượng thứ hai là ai? Thôi là những người thu thuế. Họ đại diện cho ai? Họ đại diện cho những người có tiền, có thế lúc bấy giờ của xã hội. Nhưng mà coi chừng, coi chừng những người có thế, có tiền thì lại tham lam. Ở tiếng Việt mình hay lắm thưa anh chị em. Tham có nghĩa là ham tiền. Lam có nghĩa là ham ăn. Vừa ham tiền mà vừa ham ăn nữa. Cho nên Gioan nói gì? Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Cho nên các anh hãy nghĩ đến công ích, hãy nghĩ đến cái lợi ích chung của xã hội. Mà nơi đây các anh là những người đang có thế và đang có tiền, thì đừng có tham lam, nhưng mà hãy vì công ích chung mà làm. Nói một cách khác, nơi mỗi người chúng ta có hạt giống của một lương tâm trong sạch, hãy để cho hạt giống đó được lớn lên. Đối tượng thứ ba là gì thưa anh chị em? Là quân lính. Là những ai? Thưa là những người cầm quyền sinh sát. Họ có quyền hành, chúng ta gọi là cậy quyền lực mà làm ngang. Họ có quyền lực, có cái sức để cưỡng chế, khiến cho người khác phải phục tùng mình. Cái quyền hành và cái quyền lực đó, nó nguy hiểm lắm nếu như không để phục vụ anh chị em mình. Cho nên Gioan lại nhắc, chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, nhưng hãy an phận với số lương của mình. Nó có một cái hạt giống mà đôi lúc chúng ta quên mất rằng đó là sự công chính nơi tâm hồn của mình. Cho nên nơi tâm hồn của chúng ta là một mảnh đất, thưa anh chị em, và tôi tin là một mảnh đất tốt. Cho nên hãy làm cho sự công chính, hãy làm cho cái tiếng nói của một lương tâm trong sạch, hãy làm cho trái tim yêu thương đó nó được lớn lên. Và đó là cách mà chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi thì đủ chưa, thưa chưa? Cho nên Gioan mới nói rằng, tôi chỉ làm phép rửa cho anh em trong nước thôi, để dục lòng sám hối, để chúng ta làm cho cái mảnh đất được tươi tốt, để những hạt giống tốt lành nó được lớn lên. Nhưng mà đứng đến sau tôi thì Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Thánh thần và lửa là một cho anh chị em. Và lửa đó là lửa gì? Lửa thần khí. Mà đâu có lời của Chúa thì lửa sẽ bùng cháy và thiêu đốt. Lời của Chúa rực cháy nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta nghe Thánh Phaolô nói rằng, anh em là bức thư của Đức Giêsu Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, và không phải viết bằng mực đen đâu, mà bằng mực thần khí của đấng hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Có nghĩa là nơi mọi người chúng ta không chỉ, thưa anh chị em, có cái hạt giống tốt lành là yêu thương, là công bằng, là trong sạch. Mà nơi mọi người chúng ta, Chúa viết nơi lương tâm của mình, và nhất là những Kitô hữu, Chúa viết nơi tâm hồn của mọi người chúng ta lời của Chúa. Và Chúa viết bằng mực thần khí, Chúa viết bằng lửa thánh thần. Hãy để cho thần khí của Thiên Chúa thiêu đốt tâm hồn của chúng ta, để chúng ta trở thành những của lễ sống động thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên Thánh Phaolô lại nói tiếp, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Và đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người của anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có lời của Chúa và thánh thần ở trong chúng ta, làm cho lời đó trở nên sống động, bùng cháy nơi chúng ta, để chúng ta nhận ra ý của Thiên Chúa nữa. Và ý của Thiên Chúa giúp cho chúng ta nhận biết
cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo để chúng ta sống và làm theo. Và đó là cách thức xứng hợp để chúng ta đón Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta. Và Thiên Chúa khi ngự đến, anh chị em sẽ nghe trong bài đọc 1, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Ngài là vị cứu tinh, là đấng yêu thương ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng trong ngày lễ hội. Nhưng mà nhảy múa tưng bừng trong ngày lễ hội, vui mừng hoan hỷ ở đâu thưa anh chị em? Thưa, trong cuộc đời của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên hôm nay là Chủ nhật của mừng vui. Thứ nhất, chúng ta hãy làm cho những hạt giống tốt lành mà Chúa gieo vào trong tâm hồn của chúng ta được lớn lên. Nhưng mà hơn tất cả, chúng ta đã có lời của Chúa. Hãy để tình yêu là thánh thần thiêu đốt lời đó và làm lời đó bùng cháy nơi tâm hồn của chúng ta. Một lần kia tôi đi bệnh viện và tôi thăm các em ung bướu. Thì có một em bị ung thư rất là nặng, vòm họng. Và khi mà tôi cho em ấy kẹo sô-cô-la, viên kẹo em mà anh chị em thấy nó đủ màu sắc, thì em ấy không có ăn được. Nhưng mà vui lắm, và thấy những cái viên kẹo đó thì nó giống như là một cái niềm vui vỡ òa vậy. Và em cứ cầm và em cứ tung lên, tung lên xong lượm rồi lại tung lên, và cười thành tiếng, và khiến cho tất cả mọi người xung quanh nó đều vui cười với em. Và tôi thấy nơi đó như là Đức Chúa đang đến, Đức Chúa đang hiện diện. Và chính người bố của em ấy như là một lời tuyên xưng nói rằng: Chúa thương chúng con cha à, và Chúa vẫn đang tiếp tục thương. Bởi vì cái con bé này nó bệnh rất là nặng, nhưng mà luôn luôn nó vui cười. Để có thể nói được điều đó, thưa anh chị em, trong một hoàn cảnh như thế thì không có dễ dàng. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Cho dầu vẫn còn đó những đám mây mà không biết bao giờ mới xua tan hết được, nhưng mà vẫn nơi đó, vẫn nơi đây có niềm hy vọng, vẫn nơi đây có một niềm vui, vẫn nơi đây có tình yêu thương, và tất cả đều được thắp sáng bởi một đức tin. Một đức tin không giải thích được, một đức tin không hiểu được. Một đức tin chỉ có thể nói rằng Chúa vẫn yêu thương, và tình thương đó đang mang niềm vui đến cho mọi người. Xin cho mùa vọng này của chúng ta là mùa của hy vọng và yêu thương.